Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Kênh của mình thì là chuyên mua bán kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0704666665 nha anh em. Và quay trở lại video ngày hôm nay, mình xin giới thiệu cho anh em một con xe tải Isuzu WKG 230 đời 2021 nha. Tải trọng là 2,4 tấn nha anh em. Xe cực kỳ đẹp. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Isuzu 2021 tải 2,4 tấn. Con này thùng ngắn nha anh em, thùng 3,6 m thôi. Nắp mượn mở. Sexy, máy móc rất là đẹp nha. Xe cabin là sơn zin. Thùng này thì mình mới vừa sơn lại nha anh em. Nó bị nhăm nhăm xét á thì chốc thì mình thấy nó không có đẹp nên mình đã sơn lại nguyên cái lưng thùng. Xe này không có lỗi gì hết. Gầm máy sexy. Lốp thì dàn lốp này thì yếu hai vỏ phụ, hai vỏ sau bên tài nha anh em, còn lại thì dàn vỏ còn đẹp, nằm khoảng cỡ 80% hết nha. Con này thì trang bị cho mình là kính bóng điện hết, cabin có máy lạnh nha anh em, thì mình sẽ quay vào cái phần nội thất cho anh em xem. Đăng kiểm còn dài luôn, tháng 10 2024. Con này thì anh em mua về thì chỉ việc đổ dầu và chạy thôi, không có cần phải tốn chi phí gì hết. Cabin là sơn zin, mấy cái chốc chốc mình cũng chưa có làm lại luôn nha anh em, chưa có đánh bát gì hết. Thắt đây zin. Chạy 56.320 mấy cây. Cabin thì có máy lạnh này. Số thì 5 số tiến, 1 số lùi nha anh em. Sau đó lên cái phần động cơ cho anh em xem. Con xe này mình đang thu giá là 380 triệu nha anh em, xem xe trực tiếp thương lượng. Địa chỉ của mình thì nằm ở quốc lộ 1, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Hoặc là anh em trước khi đi thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0704666665 nha anh em. Em xin nhắc lại là con xe này là tải trọng là 2,4 tấn, sản xuất 2021 nha. Thì ngoài dòng xe này thì bên em còn rất nhiều dòng loại xe khác nha, tải trọng từ 650 kg cho tới 6,5 tấn. Thì anh em có nhu cầu xài xe gì thì cứ liên hệ cho em. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.